Hello, xin chào các bác nhá. Nay lên nhà một người bạn chơi. Bạn ấy cũng có con mộc rất là hay luôn. Thì tiện vào xem con chim luôn, xem các bạn ấy có bán hay không nhá. Thì trước mắt anh em đây nhà bạn đấy rồi. Xe đỗ ở đây, thằng em đi vào trong rồi. Trong này có con chòe của bạn ấy hot hay lắm. Em quay cho các bác xem trước con chòe nhá. Con chòe tha này hay chưa các bác? Về chim chòe than thì nói chung là em không 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 hiểu mấy về chòe than, nhưng mà nhìn con này nó hót hay như này thì được phết các bạn. Nó không đứng yên một chỗ nhỉ. Đấy, treo cái ở cái cây này là cây móng mật các bạn. Quả móng mật thì các bác nói chung là các bác nào mà ở trên vùng núi như hội em ấy, thì may ra biết ở bên này bạn ấy treo con gà. Ngoài có con nào đặc? Gà này gà rừng à? Ngoài có con nào đặc? Chúng ta gọi chưa? Nào hết được luôn. Gọi dậy chưa? Đây đang gọi. À đây này. Đây. Mọc dây. Bây giờ đây này. Ui, màu lân à? Ừ. Có màu dày nhỉ. Ơi nhưng mà nhốt con này vào đây là hơi sai lầm rồi. Đây giới thiệu với các bạn, đây là bạn Kiên nhá. Ở đây có Avi nữa này. Tham quan luôn, cái không gian nuôi chim của bạn nhà bạn đấy nói chung là rất là rộng luôn. Đây nhá. Ở phía kia thì treo con chòe này. Đây có con gà rừng nữa. Đây phải gà rừng không? Nó không nhảy xuống, hình như nó đang sợ người. Ở đây có cu gáy nữa này. Gấp đây. Bạn ấy vừa đi ra ruộng về thì tí chờ bạn ấy ra thì cho bạn ấy giới thiệu hết cho anh em nhá. Dưới kia còn hai lồng nữa kìa, còn hai lồng nữa. Quay qua ấy. Con này lại quấn cái bạt vào thì hay. Như ở trong nhà cũng còn chim nữa. À đấy. Đây nữa này. Con này nữa này. À nuôi trong lồng lực luôn á. Đây. Chắc tí nó đem ra ngoài xào kia treo. Đây xem thêm một con này nữa. Bạn đấy vừa cầm ra nhá. Đó, mê chưa các bác? Đinh. Gốc màu là khá dày luôn. Con chim ngực rất là nở nhá. Con này nuôi được lâu chưa? Gần 7 tháng rồi. Này. Nhìn chim đẹp phết. Con này tự 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 em thay lông á? Trăm lông á? Chưa thay á? Mượt phết đấy nhờ. Mộc thôi mà. Chính là... Cái đít có câu này to. Trầm giả đét. Xoài.
Để tí chờ bạn ấy ra hỏi xem bán có bán một trong hai con này không nhá, hay là có bán cả hai con này không. Con này đầu to thế. Con đằng sau này đầu to thật. Họng cũng to. Bước cầu đẹp nhỉ. Ừ. Chạy cầu đẹp. Còn nữa. Đấy, ba con mới mới chơi. Con này cũng tỏ mà vụ năm nay. Thế hôm nọ mang con nào đi thi? Em. Con lồng thái đi. À con lồng thái, thế không mang con giữa đi à? Bị ho á? Con đấy hình như là mồi à? Nhờ thấy sục sạo phết. Con mồi ấy kia là mộc dở. Mộc dở đấy á? Con lồng vuông kia là mồi. À con lồng giữa này mới là mồi á? Một con nữa, một con kia hay còn mấy con này nữa. Nhưng mà con kia cụt rồi, không có mang ra. Đấy. Mang ra xem thôi. Thế ạ, à, bị tụt á? Tụt lửa á? Cứ mang ra anh xem nào. Con này là mồi à? Đi điên này. Nó bung bét luôn nhỉ. Nó ác thật. Ây da, giọng kép nha các bác nha. Con ở ngoài cùng kia cũng đít cũng nở to. Nhê. Ừ. Bộ bông đít to đùng luôn. Nở ác thật. Đây là con này à? Hôm nọ chơi tốt à em? À lại đổi cá à? Thế bây giờ nó có ăn nhiều cám không? Bây giờ nó có ăn nhiều cám không? Ít cám. Ăn ít cám nhá. Thế lúc xong đổi về cái cám cũ cho nó. Nói thật mà. Đang dùng cái cám cũ nó quen rồi. Nó ổn định rồi. Con này chắc nó phở. Ờ. Thế ra em đuổi qua con Nguyễn nhưng mà nhắc chơi nữa. Quen sao? Kẻ thêm con nữa. Vẫn có thái độ đấy. Thái độ nhưng mà nó tù rồi. Cũng là da này nó căng hết. À. Thế có ý định bán một trong bốn con này không? Anh lại có gói con lồng vàng chứ. À con lồng vàng này à? Con này có ra rộng kép nữa. Ồ, rộng này hay nhỉ. Úi giời. Gầy tông ác thật đấy. Có giọng hay. Cái phao câu của nở dã man thật nhìn này. Nhìn cái đít phao câu này. Kinh khủng không? Cái này. Cái con mồi này đi nuôi mồi được lâu chưa? Mồi lâu rồi. Lâu rồi á? À? Bây giờ thành mồi cứng đấy đúng không? Được, quay ra. Con bộ đội này họ đi cày luôn đó. Đúng, cái này là người dân.
Mùi này cũng được phết đấy. Anh ở đó làm đồ này. Thế con mùi này có bán không? Cái mùi này không bán. Thế à? Tưởng bán. Có lồng tre, lồng tre kia bây giờ đúng không? À bán lồng tre. Tưởng thế bán mỗi có lồng vàng thôi đúng không? Lồng vàng thì khỏi chê rồi đó. Chim 6 tháng lồng mà thái độ tốt, vào công nợ. Đầu mặt rất là đẹp luôn. Con này mà anh em nào mà xem video đầu tiên thì chắc là cực kỳ ưng luôn ý. Cái phóc câu của nó nở bung vét luôn nhỉ. Dã màn. Ôi, cứ chia ra một lúc phóc câu của lồng to. À. Có lọ mấy. Bít to, mông to. Cất vào treo riêng ra đi, không cho nó nhìn thấy nữa là được. Nó yếu rồi tách riêng ra nó ra hẳn cho nó hay. Mày ơi, treo tách riêng hai con ngoài ra đi, để cho con kia nghe giọng cái con kia hót đi. Giọng con lồng vàng. À, giọng con lồng vàng. Treo con kia làm gì, để đây này, cất hai con này đi là được mà. Ờ, con đấy con mồi. Đấy con mồi. Ừ, chờ một tí, cho anh nghe giọng cái con này đã. Có chuyện là nhát. Ừ, nhát người, ta kè là đấu đấy. 16, 7 tháng rồi. Giọng hay thật. Ấy, các bạn này. Rộng. Dã man. Mà con chim Bắc mà có giọng hót như này thì cũng khá là hiếm. Thôi chắc đi vào nhà uống nước đi nhỉ. Em vào nhà uống nước. Con đôi cu gáy này ghép đẻ lâu chưa? Đôi này anh dì vừa cho ấy. À vừa cho đấy, vừa mới thả vào đúng không? Con mái bị con kia đánh cho tủng hết lông. Nó chưa quen là thế đấy. Kệ nó. Thời gian nó quen lại khác ngay. Tủng hết cái lông trên này. Chốt con này nhá, anh em nhá. Khá là dãy. Chiến binh mông to. Chiến binh tí to. Chưa vào. Lông là sao? Bỏ cái cầu đấy ra. Kiên ạ. Cầu này em dính cho coi là. Thế ạ? Mạnh vào đuổi đi Mạnh. Đấy, nghiêng lên. Rồi ok. Đóng cửa lồng tắm vơ. Không là dãy thôi, con này hàng mộc. Hàng mộc dở nhưng mà được. Ôi, sang luôn. Thôi về nhà mình nhanh.
Đấy các bạn, chim thì chốt rồi nhá. Không tí nữa anh em lại bảo là thằng này đi tuyển chim thì quay chim xong rồi bắt đầu đăng lên xong rồi để anh em chốt con nào rồi bắt đầu mới mua. Đây là mua luôn hẳn rồi, tiền nong như vạn đấy rồi. Thì chắc em xin phép kết thúc video ở đây thôi. Hẹn anh em ở cái video khác nhá. Bye bye các bác. Nói chung là hôm nay lên chơi thôi nhưng mà tuyển được cái con chim khá là ưng ý. Hàng mộc thôi nhưng mà có cái tố chất của nó nhá. Rồi chào các bác.